Dạ, mến chào tất cả quý cô chú anh chị. Mình đang xem trên tất cả các kênh của mấy anh em. Thì trước màn hình của quý cô chú anh chị đây là người cô thứ sáu, là chị của mẹ chồng của chị Kim Anh. Thì ở cái video mà chị Kim Anh đăng tải lên, ở trong cái đoạn video mà cái người cô mà gọi về cho Kim Anh mà hăm dọa là đòi là xử hết gia đình của Kim Anh, thì hiện nay là đang hiện diện trước màn hình. Thì con chào cô sáu nha. Xin Thì chào chị. trong trong cái câu chuyện của gia đình của chị Kim Anh đó, thì cô Sáu là cái người là trực tiếp là ở chung, đúng không cô Sáu? Đúng rồi, đúng Nói rồi, cô tôi là cái là người người trực chứng bệnh tiếp chung. ở ở chung trong cái gia đình của vợ chồng Kim Anh cũng như là mẹ chồng Kim Anh. Thì cô có thể là chia sẻ trong cái thời gian mà hai vợ chồng chung sống với nhau cho tới cái thời điểm hiện tại luôn là như thế nào ạ cô? Thôi kính thưa cộng đồng mạng, bây giờ tôi là Nguyễn Thị Vinh, sinh năm 1972, là chị của em tôi là Nguyễn Thị Nam và là dì của Lê Minh Phú. Là Lê Minh Phú là chồng tôi, là dì chồng của Kim Anh. Thì bây giờ tôi xin chia sẻ lên đây vấn đề mà xảy ra sự việc. Nói chung là hai vợ chồng nó thì nó cãi lộn nhau như chó với mèo vậy, hụt hạc tối ngày vậy đó. Rồi mà nó kêu chồng nó mày không à, không bao giờ nghe được tiếng Anh. Thì một ngày đó hai vợ chồng gây lộn rồi kêu mày tao gì, tôi bên đây tôi mới bức xúc quá, tôi mới nói rằng là Kim Anh ơi, con sao con kêu thằng Phú mày tao không vậy, vợ gì kêu chồng mày tao không vậy, Kim Anh nó nói vậy. Thì tôi nói đúng ra trước 2 ngày tôi với ông xã cũng gây lộn, cũng cãi nhau đó, rồi thì cũng mày qua tao qua lại, chứ dì Sáu kêu thằng Sáu còn mày tao đó là sao, nói dì Sáu khác con khác. Rồi cái Kim Anh mới nói là chuyện của gia đình con gì biết cái gì, dì Sáu vô, nói dì Sáu biết hết, chuyện con đi làm công ty con như thế nào dì Sáu biết hết. Dì Sáu nói cho con biết gia đình của dì Sáu xưa giờ không có ai, mà không có người một người phụ nữ nào mà có gia đình để đi muốn đi bên ngoài lăng nhăng hết đó. Sáu nói cho con biết vậy, chuyện của con gì gì làm gì mà dì Sáu vô, dì không có quyền Sáu vô đó. Thành thử ra tôi mới lớn tiếng với Kim Anh. Dì Sáu cho con nhắc xíu là vấn đề là ra đường, người phụ nữ ra đường lăng nhăng ở đây là dì Sáu đang nói ai? Có nghĩa là để tôi kể sự việc vậy mà Phú nó về nó tâm sự với tôi. Có nghĩa là đi hai chồng làm đi làm công ty được gần 1 tuần. Thì lên đó thì cũng có như một người bạn trai đó, cũng như giúp đỡ vô chỉ dạy Kim Anh vậy đó. Thì Kim Anh nói đúng ra là tối ngày cứ đeo cái người đó thôi. Cũng như ở trên công ty ta cười Phú luôn mà. Trên công ty ta cười luôn, nói Phú gặp gặp mà chồng chị là chồng chị tát vỗ mồm rồi đó. Nói như vậy luôn, tôi Phú mới về tâm sự thì chị mới lên tiếng. Chị mới lên tiếng là sao, tại sao mà con đi lên làm con làm như vậy để cho người ta cười vậy, rồi mặt mũi Phú để đâu, rồi con còn làm ở đó như thế nào. Rồi Kim Anh mới tự ái, mới tự ái mà đi về ngồi với bà vợ chồng toàn nhắc tên người đó không. Trời ơi trời, có ai mà con người có chồng con mà làm dâu mà đi về nhà cứ ngồi nhắc tên người đó không. Đó, thành thử ra tôi mới lên tiếng. Tôi thấy cái đó nó xấu mặt quá, thành thử tôi sợ xảy ra một chuyện không hay nữa, tôi thành thử tôi lên tiếng. Thì bị Kim Anh phản kháng. Vậy sau đó là chị Kim Anh có sửa đổi không cô? Nói chung là nghỉ luôn. Nghỉ nghỉ Rồi đã qua chiều bữa sau là gia đình lên là đem lên đồ 2 3 4 người vô sân tôi, rồi chửi thề rồi tá là tá lả trong gia đình mới có chuyện đó. Rồi chị ba của Kim Anh qua nhà tôi mà tôi đang tôi kêu á, tôi cầm cái ghế vậy để tôi thảy cho cháu vô nhồi, con muốn gì vô nhà ngồi nói chuyện đi, con đừng đụng má đụng mẹ ở ngoài sân. Chị ba đứng dậy đá cái ghế trong nhà tôi luôn, chị ba Kim Anh đá cái ghế trong nhà tôi luôn mới có xảy ra chuyện. Dì Sáu, thì cho con hỏi là cái lúc mà gia đình của chị Kim Anh lên đưa chị Kim Anh về Bến Tre đó là họ đi bao nhiêu xe? Nếu mà theo người dân ở đó nói thì đi 2 xe, Đi 2 xe ô tô hả? 2 xe ô tô 7 chỗ, nhưng mà đâu ở bên ngoài á, đi vô là 3 người đàn ông với 2 người phụ nữ. 3 người đàn ông đó, hồi đó là hồi đó giờ là gia đình bên gia chồng đình có thấy có biết gia đình không? chưa biết mặt, chỉ có biết mặt là cái người người chồng thứ năm thôi, còn cái với một thằng cháu với một người nữa còn ngồi sọt ngang về đem thui ngồi giữa cái cột đó, ngồi im luôn không nói gì hết Dì đó. Sáu có thể mà nói rõ là cái thời điểm mà lúc mà gia đình của chị Kim Anh dưới quê lên như thế nào để cho khán giả biết không cô dì Sáu? Rồi để chị nói cho mấy đứa nghe như vậy nè, gia đình của Kim Anh lên thì điện đụng đâu chị cũng có biết. Rồi Kim Anh mới mở cửa đi ra ngoài luôn, thì chị hai bà chị của Kim Anh đi tới tới cổng của chị, mở cửa vô sân, mở cửa vô sân cái cửa cổng chị đâu khóa, cửa cổng cái nhà trọ đó không có khóa, con mày
cái cửa cổng nó mới vô được trong nhà, thì không có khóa, mới khép lại thôi, cái ổ khóa nó hư không có khóa, thì mở cửa vô, thì Kim Anh mới đi ra, thì hai ba người mới dắt nhau đi ra ngoài luôn. Đi ra ngoài khoảng một tiếng đồng hồ quay trở lại, thì không biết là bàn tán gì, thì nói chuyện gia đình của người ta mình không nói. Nhưng mà tôi muốn ít ra, nếu mà một người có lễ phép, một người có lễ phép thì ví dụ như vô gia đình, bước vô nhà đi hỏi, ừ dì ơi thôi bây giờ á, Kim Anh lên đây sự việc như thế nào, giờ tụi con cũng không có rõ, thôi cho con dắt Kim Anh ra ngoài uống cà phê làm nói chuyện. Con này không vô hỏi gì, bắt đầu dắt Kim Anh ra ngoài luôn cả tiếng đồng hồ, rồi bắt đầu trở vô với ba người đàn ông với hai người phụ nữ đó, bước vô nhà của cô, rồi vô ghế ngồi, rồi vô cô cũng ngồi vô ghế ngồi đàng hoàng tử tế, bắt đầu mới bà chị thứ năm á mới lại nó, trời ơi cháu cưng quá, đưa ẩm cháu cưng coi. Thì tại vì trong một sự linh cảm của mình mà có chuyện xảy ra, thành thử ra bà chị năm mới ẩm na cháu trên tay nè. Nói chung là cô cũng ngồi cô thủ để có chuyện gì xảy ra thôi, cô nghi ngờ là cái gì là có cái đó. Cái bà chị thứ ba cứ bấm cái dây người chị thứ năm vậy nè, nghĩ ra ngoài, cứ bấm vô dây kêu là ẩm đứa bé ra ngoài. Cô bay qua cô chụp đứa bé liền, cô đâu có cho ẩm ra ngoài. Rồi bắt đầu ngoài đó, bắt đầu cái thằng cháu mới nhào vô, bắt đầu thì thằng này nè nhào vô, thì thằng Phú mới nói hồ á, vì sao cẩn thận đó, cái gì nó, con cứ yên tâm đi, mình không làm cái gì, không có phải sợ bất cứ cái gì đó. Cái vô cái bắt đầu lên tiếng đụ má đụ mẹ rồi này nọ, nắm con Kim Anh á giật té mà từ ở trên cái thềm nhà đó mà té bò xuống dưới, nắm kéo thằng này mới sốc ruột mới chửi thề, thằng Phú sốc ruột chửi thề đụng mẹ làm gì vô nhà thôi mà nắm kéo dựng vậy, thì vợ nó phải sốc ruột, cháu sao qua chồng được. Rồi bắt đầu mới có chuyện xảy ra đó, rồi chị con mới giật đứa bé lại, thì bắt đầu mới có chuyện xảy ra đó. Nói chung là trong cái thời điểm đó là Phú là cũng cô cũng có cầm hung khí rồi mày ngược ha. Nói vậy cầm hung khí là Phú không cầm. Cô ngồi trước đây cô thề với một câu rằng nếu mà cô mà có nói sai một lời nào đó là pháp luật sẽ trừng trị con. Tại vì cái này sự việc này cô sẽ đưa ra pháp luật luôn. Chứ không phải là đơn giản mà chỉ là mấy em phóng vấn đưa lên clip không đâu. Và lúc đó là Phú nóng cho mình thì Phú nóng cho mình, Phú chạy đột vô thì cái nhà của cô làm gì có hung khí. Cái nhà của cô chạy tới cửa buồn thì mẹ nó mới chạy, nó nắm tay nó giật lại, thì bắt đầu chị hai nó nhảy vô ôm nó cản lại, thì nó không cầm bất cứ một hung khí nào hết. Mà gia đình bảo là nó cầm mã tấu. Gia đình cô đâu phải là giang hồ hay là đầu trộm đuôi cướp hay là đâm thi chém mướt đâu mà có mã tấu hai hạng trong nhà. Theo như cái lời kể của chị Kim Anh là chị Kim Anh nói rằng là anh Phú chuyển ba cái phòng trọ là đều đem theo cái mã tấu đó, và cái tối hôm đó thì khi mà gia đình lên ẩu đả nhau thì anh Phú có chạy quanh trong và cầm cái mã tấu đấy ra không? Cái cây xào đồ của tôi, cái cây xào đồ ở tôi dựng ngay góc vườn, con xuống con lấy cái cây xào đồ lên cho sáu, cái cây mà máng vườn của dựng sáu đó, sau đem theo cái máng cái quần dụng sáu đó, còn đem cái cây lên đây đặng đưa cho con mặt con. Cái cây mã tấu dài lắm, mã tấu là cầm chuyển ba cái phòng trọ đi về, đi dài phòng trọ là chỗ nào cũng cầm theo. Không hề có, tại gia đình tôi đâu phải đâm thi chém mướn, đâu có hàng có mã tấu, đâu phải dân ăn chơi bị bảo kê đồ ngoài xã hội đâu mà có mã tấu thủ trong nhà. Nhân tụi tôi là dân lao động mà, con đem cái cây đó lên đây đặng đưa lên cho cộng đồng mạng coi là có phải là cái cây xào đồ hay là cái cây mã tấu, không lấy cái cây thì đó vì sao dắt lên đặng máng buộc cái buộc của dựng sáu đó. Nói chung là vậy, thấy bên gia đình bên chị Kim Anh lo chị Kim Anh về đấy ha, rồi Phú mới nóng mà Phú mới đuổi ha. Đúng rồi. Tại vì vô nhà mà không có xin phép này kia, với lại cũng không biết điều đúng không cô? Đúng rồi. Như vậy tôi nói thêm một cái này nữa là vấn đề như vậy nè. Nếu gia đình mà nếu mà biết điều biết chuyện nói với gia đình của tôi á, thì bây giờ để ngày mai đi, hết qua cái cơn giận này đi, rồi ngày mai gia đình tôi sẽ cho Kim Anh về. Tại vì nói mẹ cho anh bệnh mà. Nói chứ mẹ người một người sinh đẻ ra mình để tạo ra mình nên giống lên hình, thì mình có cha mẹ người ta cũng có cha mẹ, không thể nào mà ép buộc người ta tới loại mà nó không kêu gì. Cái cây này hả anh Phú? Đó đây là cái cây xào đồ của tôi đây cộng đồng mạng, đây là cái cây xào đồ mà tôi phơi đồ đó, mà nó là cây mã tấu. Cây xào đồ, cây này là do phòng trọ là cũng đem theo nè. Đúng rồi. Thì hiện tại bây giờ tôi đang coi quần anh chồng tôi đó. Xào đồ treo cái đồ một đúng rồi, đúng rồi. Cây xào đồ lên vậy nè, chứ anh lên vậy nè, có đồ chổi lên vậy nè, còn nhưng, hai cái lỗ. Nhưng mà lúc đó là anh Phú anh có cầm cái cây này chưa đúng. Kịp cầm cái cây nữa, chưa kịp giật cái cây trong bụng tôi, để cây trong bụng tôi mắc đồ chồng tôi mà. Rồi tôi nói vậy nè, rồi qua ngày sau phải khi mà để trong chuyện di mã đi vô nói chuyện đàng hoàng đi, ngày sau là sẵn sàng cho con dâu về. Nhưng mà đằng này là lên
lên xe về luôn, kéo nhỏ lên xe về luôn, không quần không áo, chỉ bộ đồ dính da thôi. Yeah. Là đi về luôn, là coi gia đình tôi cũng chẳng có ra cái thứ gì đâu. Thành thử ra cháu nội thì không cho về được rồi, nó bệnh mới về có mấy ngày mà về cái gì. Yeah. Làm sao đường xá xe cộ mà ông đêm hôm nữa, làm sao mà cho cháu nội về. Cái cháu nội nó cưng lắm, nó không có cho về kiểu đó đâu, thà để hết bệnh đi. Nó có nói với Kim Anh rằng là bây giờ thôi để 1-2 tháng cho nó khỏe mạnh cứng cáp rồi cho hai mẹ con, nó chở hai mẹ con nó về mà. Mà gia đình đem về vậy thằng này mới hù là cho Kim Anh nó sợ thôi. Gỡ quần áo về dưới cho một lần nó thất kinh. Yeah. Cho lần thất kinh đặng nó về nó không dám nữa. Đó, thành thử ra đó gia đình mới xảy ra chuyện đó thôi, chứ thật sự gia đình tôi không phải là hổ báo một cái thứ gì văn hồ văn gì ở ta đây. Yeah. Thì bữa đêm đó chỉ là xảy ra cái mâu thuẫn là mình cự cãi hơi lớn tiếng với nhau thôi hả cô Sáu? Đúng rồi, hơi lớn tiếng chứ chưa ai đánh đập ai hay là chưa cái gì hết. Chỉ người nhào ra người nhào vô rồi nắm kéo qua kéo lại thôi chứ. Lúc đó có sự can thiệp của chính quyền không? Tại vì hôm bữa mình cũng không, tại vì trong gia đình chứ như là chính quyền của mình á, bây giờ nói thẳng một tiếng vậy nè, xảy ra chuyện thì người ta mới nói. Chứ còn không xảy ra chuyện bây giờ. Hôm bữa có nghe gia đình của chị Kim Anh nói là cũng nhờ có... Không, có bây giờ để tôi trình bày cái vụ dụng nhờ. Rồi mới bắt đầu mới ẩm đứa bé này dọn nhà trốn á. Dọn là nhà trốn. Thì ở dưới lên đã bắt một lần như vậy rồi. Bây giờ chuẩn bị tư thế đã bắt đem đi rồi. Thì gia đình tôi phải sợ chứ sao. Ẩm chạy trốn, chạy trốn thì bữa đó ở dưới gia đình dưới lên một xe du lịch 7 chỗ nữa. Yeah. Thì đi lên trên ngay chỗ ở đó thì không có gia đình của tôi. Gia đình tôi đã dọn đi rồi. Rồi chạy lên nghe đâu người ta nói là ông xã tôi làm ở trên xưởng sầu riêng của anh Công. Ừ. Là một anh, ông anh kết nghĩa của chồng tôi. Thì lên đó làm thì cứ nghĩ là đem đứa bé vô đó giấu. Gia đình mới kéo lên đó. Lên đó là rầm trên đó luôn. Chính ông xã của tôi điện công an xã Hàng Gòn xuống để can thiệp. Nhưng mà cuối cùng khi nói nó bây giờ làm cam kết đi, nếu mà không có em bé trong này là hoàn toàn chịu trách nhiệm. Rồi thì gia đình không dám vô, mở cửa cổng cho ra gia đình vô, gia đình cũng không dám vô. Rồi cuối cùng công an xã Hàng Gòn mới kè chiếc xe 7 chỗ nó về trên công an. Đó, chị kè về trên công an để làm việc. Hôm nay lại đăng clip đăng mạng chỗ này nữa. Vậy là lúc đó là cơ quan chức năng người ta là mời cái chiếc xe mà gia đình chị Kim Anh dưới quê lên trên trụ sở đã làm việc rồi. Chồng tôi, chính chồng tôi điện công an luôn chứ không Kim Anh nào, gia đình Kim Anh nào mà liên lạc công an để điện tới hết. Lúc đó là gia đình cơ quan gia đình của chị Kim Anh là cũng là đồng ý rồi, không có quậy quạng nữa. Đúng rồi, lên trên xã thì tôi nghe công an nói lại là nó đồng ý là không có quậy quạ nữa. Và ở gia đình nó đem theo một người nào đó có râu vậy nè, ốm nhôm nhách là hăm chồng tôi đừng bước ra ngoài nha. Tôi ở đây nè, ông đừng bước ra ngoài, ông không thoát khỏi tôi đâu. Là gia đình mà tôi bây giờ có lưu hình, chụp hình cái người đó lại, lưu lại gửi qua công an luôn. Ừ. Thì bên phía gia đình của Kim Anh với chị Kim Anh cũng nói là Kim Anh cũng đã gửi đơn trình báo cơ quan ở đây, ở dưới cũng như là ở những cái nơi nào mà chị Kim Anh sinh sống đó. Thì trình báo thì có triệu tập anh Phú nhưng mà anh Phú đã trốn đi, không có triệu tập được. Thì cái đó là mình vẫn sẵn sàng mình đối chất đúng không cô? Không, nói vụ mà nó ông Phú trốn đi mà không sẵn sàng đối chất là tôi không đồng ý. Đúng rồi, gia đình tôi sẵn sàng đã ra pháp luật rồi, rồi mình... gia đình tôi bất cứ giờ giấc nào công an mời hoặc mấy anh chị em tới đây phỏng vấn hoặc đưa ra ánh sáng tôi, chúng tôi sẵn sàng. Yeah. Chúng tôi đều sẵn sàng để kết hợp để làm sáng tỏ vụ việc này. Tại vì một cái vụ việc này là một tội ác của nhân loại. Một tội ác của nhân loại. Gia đình của chúng tôi là một gia đình truyền thống cách mạng. Thì trong gia đình tôi không bảo đảm rằng không bao giờ có những người để gây lên tội ác đó. Nếu có gia trong gia đình tôi có những người gây lên, tự tôi xử lý chứ không cần tới pháp luật. Thì cho con hỏi thêm cô Sáu nè, là trong cái đoạn video mà Kim Anh đăng tải lên đó, đưa cho mấy anh em chia sẻ lên đó, thì cô Sáu có hăm dọa gia đình bên Kim Anh đó, thì cái đó là trong lúc cô nóng giận hay sao? Bây giờ tôi nói cái vụ hăm dọa, bây giờ á về dưới rồi Kim Anh điện lên. Yeah. Về dưới thì Kim Anh điện lên cho ông Phú là nó trên này không ai có quyền, nó muốn đi gì về. Tôi giận, tôi điên tiết rồi. Tôi giận quá. Trên này mà chửi mắng nói trên đầu trên cổ tôi, chửi kêu giờ bà mẹ chồng bận đỉ không. Thì không ai chấp nhận được điều đó, tôi mới điện về. Mày không có quyền đó. Mày về mày xin lỗi mẹ mày còn bằng không á. Rồi nó nói cái gì đó tôi quên rồi, nó nói gì tôi mới đòi là tao chặt đầu gia đình mày. Nếu đem lên gia đình mày lên đây mà mãi là tao chặt đầu gia đình mày, tôi có nói.
Tôi có nói cái lời đó, tôi xác thực, tôi có nói, tôi không bao giờ nói gian hay tôi không gian dối bất cứ điều gì. Cái đó giống như là vì sao nóng quá mới nói nóng quá chị hết lỗi rồi, chứ không phải là cháu dâu gì mà nó chửi gì chồng vậy nè. Tôi xin lỗi cộng đồng mạng, tôi hơi nói cột chút. Con đứng lồn, con không có đi giữ chồng ta, nói trên đầu tôi á. Tại tôi thật sự bây giờ tôi đến với ông xã tôi, ông đang có vợ gia đình. Tôi nói thật, tụi tôi sống vì tình vì nghĩa với nhau để sống đó. Thành thử tôi không chịu đựng nổi có con dâu nào mà chửi bà mà dì chồng với mẹ chồng kiểu đó không. Có nghĩa là trong thời gian chung sống rồi, là chị Kim Anh này thường xuyên là chửi mẹ chồng đúng rồi, là chửi dì trời cháu. Ơi đấy, cho tôi xin nói thêm mà ở trên bệnh viện của Nhi Đồng 2, trước khi ra về bà chị thứ năm đó, trước khi ra về đi lên với chồng nè, với nhỏ em út, trước khi ra về nói dì ơi con Kim Anh với này nó hổn lắm, thôi dì về trên đó thôi, dì chịu khó dì dạy nó giùm tụi con, nói với này nó hổn dữ lắm. Tôi nói không có gì đâu trời ơi, về không có vấn đề gì đâu, thì nói chứ hổn ở đâu, hổn với về gia đình gì của chị thì nói con người mà, con người mình nói chuyện nhau nghe thôi chứ mắc cái gì. Nghe là hai người chị của Kim Anh đúng rồi à. Là gửi gắm như vậy à, đó gửi gắm với dì Sáu như vậy rồi tôi mới về. Thật sự ra con Kim Anh nói thật á, nó vô clip nó nói là gia đình này kỳ thị nó, chưa bao giờ gia đình tôi kỳ thị một người bệnh đâu. Khi biết được sự thật như vậy tôi còn khuyên thôi Phương ơi, con Kim Anh vậy á, nó con Nhung chứ không phải Kim Anh, con Nhung vậy thì nó không biết chết ngày nào, mình dành hết tình thương cho nó đi. Yeah. Nó vậy nó biết sống với mình ngày nào, mình cứ dành hết tình thương cho nó. Có nghĩa là gia đình mình cũng có cái phòng trừ đúng nhưng rồi, mà không có kỳ thị chị. Đúng rồi, không bao giờ có kỳ thị. Đây này tôi nói gây lộn với chồng nó nhịn ăn luôn. Yeah. Nó nhịn ăn luôn. Tôi đi mua ổ bánh mì về ha, tôi đi ấp la một cái hộp gà, tôi bỏ vô, tôi kêu tôi đưa rằng là qua đi dọc bển làm sao á, tôi đưa vô bụng tôi đưa cho nó ăn. Đó, có mày bà gì nào mà thương vậy mà nhịn đói cậy mày chứ. Đâu có liên can gì tới tao. Rồi thậm chí rồi hai vợ nó gây lộn bữa đó, rồi gây lộn cái nó không ăn uống gì đâu á, cái tôi chính đích thân bản thân của tôi đi ra ngoài chợ á, mẹ nó kêu gì chị Sáu, chị đi ra ngoài mua giò heo thì nó không có ăn nhà, tại vì tôi có giò heo đó đem qua hầm cho mẹ con nó ăn, rồi nó thì không có ăn giò heo. Rồi mẹ nó gì chị Sáu mua giùm em miếng sườn, đặng miếng sườn về đặng chặt nấu cho con Kim Anh với Phú, hai đứa nó không nào ăn giò heo hết. Tôi mới ra chợ mua 70 ngàn, về thì tôi hầm lên rồi bắt đầu nghe tới dọn cơm ra cũng học dịch chiên hầm. Thằng Phú nó nói sao, Nhung ơi ra ăn cơm nè, nó chẳng trả lời gì, nằm luôn trong buồn luôn. Nó nằm cho tới 5 giờ chiều tới tối nó về, nó lên nói mấy chị nó là đây bỏ đói, nó muốn xỉu. Trời ơi coi quan cho gia đình của tôi. Rồi một lần nữa gây lộn xong rồi qua tôi, gây lộn dữ lắm ha, cái nhà gây lộn dữ lắm, nó qua tôi mới kêu Nhung ơi qua đây thì sao nói nghe, cái tôi qua tôi mới khuyên căn nó, cái về cái nó mới xin lỗi, nó con về xin lỗi mẹ đi con sai rồi đó, nó về nó quỳ xuống nó ôm mẹ nó xin lỗi, mẹ ơi con xin lỗi mẹ tha thứ cho con, hai mẹ con ôm nhau khóc khóc rần rần cuối cùng quỳ luôn. Yeah. Đó gia đình tôi nếu mà nó ôm mẹ chồng đánh đập mà hai chồng hành hạ thì làm gì có chuyện mà để ôm nhau khóc. Đó, những cái gì tôi trình bày lên đây bằng tất cả những sự thật, tôi không gian dối gì, tôi là người chính nghĩa mà. Vậy là tính ra là chị Kim Anh này là đã hỗn hào từ lúc còn ở nhà bên mình cho đến khi mà lấy chồng với anh Phú này luôn, gia đình gửi gắm mà. Yeah. Rồi tôi nói thêm một cái nữa là Kim Anh đã có một đời chồng, cháu tôi biết, nhưng thật ra cháu tôi chưa từng bao giờ có một đời vợ, chưa từng có một đứa con nào con riêng nào, hay chưa từng cưới hỏi bất cứ một người nào về làm vợ, để nó hô là cho cháu tôi mà có một đời vợ rồi mới tới có con lớn rồi mới tới Kim Anh. Cái là cũng như là đăng lên clip của Thanh Hải đó. Đúng rồi, cái đó là chị Kim Anh có nói. Có nghĩa là anh Phú là vẫn là còn là trai tăng ha. Ngày xưa có như vậy nè, ngày xưa có là có nghĩa là hai đứa nó thương nhau, có một người á, hai đứa nó thương nhau còn quá trẻ tuổi. Rồi con đó mới ôm đồ chạy về bên đây không chịu về bên nhà. Thì mới có 16 tuổi làm sao mà cưới mấy con. Yeah. Tụi tôi tính là bây giờ làm tổ chức đám cưới lén luôn đó. Cuối cùng bên công đoàn, bên xã, quỹ ban xã rồi vô là không cho làm đám cưới. Không cho làm đám cưới. Rồi cuối cùng hai đứa nó sống vậy rồi cũng 1-2 tháng sau rồi con kia nó cũng đi. Nó không có ở, tại vì mình cưới không được, cưới không được người ta. Rồi gia đình ta nói con ta lớn lên thì phải cưới. Mà giờ bây giờ ở bên cái pháp luật là không cho mình tảo hôn của nó. Yeah. Rồi con kia nó bắt đầu mới bỏ này đi quen khác.
Vậy có nghĩa là cũng yêu đương cái kiểu mà lúc trai gái. Đúng rồi. Thực sự là không có con mà cũng chưa có từng cưới hỏi đó. Đúng rồi, chưa từng cưới hỏi mà chưa từng có một đứa con nào hết. Dạ. Cho tới bây giờ Kim Anh nó nghi ngờ là con trai của con tôi nè, là con của thằng Phú. Dạ. Trời ơi, cha là cháu ngoại của tôi đó, là con của thằng Phú. Có chị hai nó đó, chị hai đó nói chung là phải mà hết sữa hết mỏng chị hai nó mua ăn uống chị hai nó lo từng chút nhà tỏ không có dọn đi chị hai nó cũng cho. Thì hôm nay tụi con đến cũng như là gặp gỡ được gia đình của cô Sáu cũng như là Phú với lại mẹ chồng, thì cũng đã bày tỏ hết những cái tâm tư nguyện vọng của mình ra rồi. Thì những cái lời nói của cô thì nãy giờ cô cũng đã xác thật là cô hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi. Đúng rồi. Thì đó, thì nếu mà gia đình của Kim Anh có những cái vấn đề gì thì hiện nay thì chị Kim Anh có mong muốn với mấy anh em á, với cộng đồng mạng là muốn bắt con về. Thì cái vấn đề này thì hiện nay là gia đình của bên phía anh Phú cũng đã sẵn sàng để mà ra pháp luật, để mà ba mặt một lời để mà giành cái quyền nuôi con như thế nào. Thì cơ quan thì bên đây thì cũng đã trình báo cơ quan, thì ở bên Kim Anh đó có vấn đề gì thì cứ lên đây. Thì bên gia đình ở phía của anh Phú thì cũng sẵn sàng là cho chị Kim Anh lên thăm con, dẫn lên đây bình thường, chứ đâu phải là như cái vấn đề là trốn chỗ này trốn chỗ kia mà không có cho gặp con đâu, đúng không cô? Bây giờ đúng rồi, như vậy tôi có một yêu cầu như vậy đối với gia đình của Kim Anh nè. Kim Anh về đây cưới hỏi về đây chẳng ai hành hạ, chẳng ai đụng cho một cọng lông chân nào hết. Thành thử ra muốn lên thăm con cứ việc lên thăm, nhưng mà đừng có đi xe mà 7-8 chỗ lên rồi kéo đông người lên là tôi không chấp nhận cho vô nhà đó. Yeah. Tại vì khi mà đi như vậy là vô nhà sẽ có việc liền, có công việc liền xảy ra liền. Yeah. Thành thử tôi không muốn cho, không chấp nhận vậy. Mình đi thăm con mình cứ ngang nhiên. Con tôi là luật pháp công nhận là tôi đẻ ra nó, thì tôi tới anh chị và cha mẹ phải cho tôi thăm, chứ không thể cấm đón tôi. Thành thử đi thì đi một mình, chứ không có nói mà tôi đem xe 7-8 chỗ vô hàng hà người ta vô là cũng chịu đó. Là tôi không cho bước vô cửa, tôi nói thẳng một câu. Yeah. Hiện tại như thế này là cô Sáu, thì gia đình mình có muốn cùng với gia đình của chị Kim Anh đối chất với nhau hay không? Hay là cô Sáu muốn là cùng nhau ra tòa là mới gặp? Thôi bây giờ tôi nói vậy nè, bây giờ đối chất với nhau thì nói chung là hai bên ai khi lời qua tiếng lại ai cũng nóng hết. Yeah. Không có giải quyết được đâu. Bây giờ tôi vì sự việc này nó đã xảy ra tới mà mức tồi tệ là tàn ác giả mang với nhân loại rồi, là con người tàn ác với con người. Bây giờ tôi yêu cầu là bây giờ sự việc này sẽ đưa ra ngoài pháp luật để đối chất, chứ còn không có mà gặp ở giữa gia đình tôi để đối chất. Yeah. Tôi muốn ra thẳng pháp luật luôn, ra thẳng ánh sáng ngoài pháp luật. Yeah. Để cho cộng đồng mạng với lại những người đã từng bình luận gia đình tôi là giả mang thế này thế nọ, để cho người ta hiểu được rằng chúng tôi là con người, chúng tôi không phải là những con súc vật. Dù những con súc vật đi chăng nữa thì cũng có trái tim của loài súc vật nó đối xử với nhau. Dạ. Vì sao có lời này nhắn gửi đến chị Kim Anh không? Mà bây giờ Kim Anh nè, vì sao có một lời nhắn nhủ với con, những sai lầm của con quá lớn trong cuộc đời của con. Rồi đây con sẽ nằm, rồi con sẽ ân hận về những cái mà con đã gây ra như vậy cho gia đình vì sao như vậy, cho mẹ chồng con với già Phú đã đem hết lòng thương yêu con, đừng bọc con như vậy, trong khi con bệnh đau nhà không kỳ thị con. Sau này rồi đây á, vì sao nói con á, con nằm suy nghĩ đi. Gia đình này đã cho con cơ hội để được về với gia đình, nhưng mà tự con tạo ra như thế này. Vì sao nhắn với con nè, dù ông trời có cao thật nhưng mà trên đầu mình Kim Anh. Rồi đây sự hậu quả này con sẽ gánh hết tất cả về bản thân của con. Rồi vì sao chỉ có lời như vậy thôi. Dạ, cảm ơn cô Sáu rất là nhiều nha. Thì thôi, video của anh em đến đây thì cũng kết thúc của chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị ở video tiếp theo nha.